bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu chuyển việc. Chi tiết cụ thể về công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan, các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi CCMKI bên mình. Hiện tại bên công mình đang có công việc làm việc tại khách sạn Điêu Cảng tại tỉnh Chiba. Thời gian làm việc của bạn sẽ là shift tổ C. Mức lương khởi điểm của các bạn sẽ từ 18 man, một tháng các bạn có thể nghỉ 6 ngày. Các chế độ sẽ đầy đủ như là chế độ CSA bình thường. Nếu các bạn quan tâm đến công việc và muốn đăng ký phỏng vấn thì hãy đến buổi CCMKI bên mình để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn. CCMKI bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật. Hai, thứ tư, thứ sáu tổ chức vào lúc 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật sẽ tổ chức lúc 13 giờ. Mỗi ngày bên mình giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi CCMKI, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ số điện thoại 03 6206 8058 để tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.